Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi Tin Mới. Thưa quý vị, tiếp tục những thông tin mới nhất liên quan đến diễn biến mưa lũ đang diễn ra tại Trung Quốc. Và trong chương trình ngày hôm nay, thì Tin Mới xin chuyển đến quý vị dự báo về đợt lũ mới tiếp theo trên sông Trường Giang. Và bên cạnh đó là thông tin về cơn bão số 3 đổ bộ vào Trung Quốc. Thưa quý vị, trước khi đến với những nội dung chi tiết ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. Bão số 3, giật cấp 12 đổ bộ Quảng Đông, Trung Quốc. Đập Tam Hiệp đối mặt lũ lớn nhất chưa từng có. Lũ đe dọa tượng Phật khổng lồ, buộc 100.000 người dân phải sơ tán. Thưa quý vị và các bạn, theo tin bão mới nhất, vào hồi 10 giờ ngày thứ Tư, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông đã đổ bộ lên khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 3 mạnh cấp 9, từ 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 130 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc, 110,0 độ Kinh Đông trên khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm thứ Ba đã đưa ra cảnh báo màu cam đối với bão số 3, cơn bão dự kiến gây mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc. Trong cùng thời gian, các khu vực bao gồm các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và Vân Nam cũng như khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây sẽ hứng chịu những trận mưa như chút nước với một số khu vực có lượng mưa lên tới 250 mm. Ủy ban Kiểm tra lũ lụt và Cứu trợ hạn hán Trung Quốc hôm ngày thứ Ba đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 với bão số 3 và lũ lụt cấp thấp nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp của Trung Quốc. Trước tình trạng xảy ra cùng lúc mưa lớn và bão mạnh, thì Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo phòng lũ lên cấp 2 và tỉnh Tứ Xuyên của nước này cũng lần đầu tiên trong lịch sử phát đi cảnh báo phòng lũ cấp 1. Trong khi đó, đợt lũ lớn nhất từ trước đến nay dự báo sẽ đổ bộ vào đập Tam Hiệp vào ngày mai thứ Năm. Theo báo điện tử VOV đưa tin, do ảnh hưởng của mưa lớn, hàng loạt các con sông trên thượng lưu sông Trường Giang của Trung Quốc đang xảy ra lũ, trong đó đỉnh lũ tại trạm Thủy Văn Thống Thang thuộc địa phận thành phố Trùng Khánh dự kiến sẽ vượt mức đảm bảo an toàn 4-5m vào ngày thứ Năm. Trước tình trạng nghiêm trọng này, Ban Tổ chức Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã quyết định nâng mức phản ứng khẩn cấp phòng lũ từ cấp 3 lên cấp 2 vào lúc 10 giờ ngày thứ Ba theo giờ địa phương. Hai đoàn công tác cấp bộ cũng đã được cơ quan này gửi đến Trùng Khánh và Tứ Xuyên để chỉ đạo và hỗ trợ công tác phòng chống lũ. Trong khi đó là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt mưa lũ lần này, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế phản ứng phòng lũ cấp 1. Tức cấp cao nhất lần đầu tiên từ trước đến nay, từ sáng sớm ngày thứ Ba, do sông Thanh Y tại đây xảy ra lũ lớn hiếm gặp. Mực nước trên toàn bộ lưu vực sông này đã vượt mức an toàn, nhiều dòng sông khác cũng ở mức báo động. Công tác phòng lũ tại Tứ Xuyên đang trong tình trạng hết sức nguy cấp. Cũng trong ngày thứ Ba, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, vào ngày thứ Năm tới, lưu lượng đỉnh lũ đổ vào đập chứa nước Tam Hiệp có thể lên tới 74.000 mét khối trên giây. Đây là lượng nước lũ lớn nhất đổ vào đập này kể từ khi xây dựng đến nay. Cục Thủy văn của Ủy ban này đã phải phát đi báo động đỏ về lũ trên sông Mân Giang, một nhánh của sông Trường Giang, trên địa phận tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 11 giờ ngày thứ Ba theo giờ địa phương. Đồng thời tiếp tục phát cảnh báo màu cam trên nhiều khu vực sông khác ở thượng lưu sông Trường Giang. Trong ngày thứ Ba, đập Tam Hiệp đã phải mở 9 cửa xả sâu để xả lũ nhằm ứng phó với đợt lũ mới đang tới gần. Bên cạnh đó, theo báo Global Times đưa tin, các đập ở thượng nguồn sông Trường Giang do tập đoàn Tam Hiệp quản lý gồm Ô Đông Đức, Khê Lạc Độ, Hướng Gia Bá sẽ phối hợp để cùng kiểm chế lũ.
Tập đoàn Tam Hiệp hôm thứ Tư cho biết. Theo đó, các đập sẽ phát huy đủ chức năng phòng chống lũ lụt và dự kiến giảm bớt áp lực phòng chống lũ lụt cho tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh cũng như đập Tam Hiệp. Theo ước tính, đỉnh dòng chảy về sẽ giảm xuống 68.000 m khối trên giây, trong khi đó lưu lượng xả của đập Tam Hiệp sẽ tăng từ 42.000 m khối trên giây lên 46.000 m khối trên giây, theo yêu cầu của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang. Đập Tam Hiệp hôm thứ Bảy vừa qua đón nhận trận lũ số 3 trong năm trên sông Trường Giang với lưu lượng 62.000 m khối trên giây. Hai ngày sau, trận lũ số 4 xảy ra dọc thượng nguồn sông Trường Giang. Một số nhánh của thượng nguồn sông Trường Giang đã chứng kiến những đỉnh lũ kỷ lục do mưa lớn liên tục. Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt, song các trận lũ năm nay lớn hơn bình thường và gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Thành phố Trùng Khánh hôm qua nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lên cao nhất khi trận lũ số 4 của sông Trường Giang tấn công thành phố 31 triệu dân này. Đỉnh lũ trên thượng nguồn sông Trường Giang lần đầu tiên dâng đến chân Phật khổng lồ 1.200 năm tuổi kể từ năm 1949 đến nay và đã đe dọa an nguy của di sản thế giới này và buộc giới chức phải sơ tán hơn 100.000 người dân. Theo hãng tin Reuters đưa tin hôm thứ Tư, lực lượng ứng phó khẩn cấp và các tình nguyện viên phải dùng bao cát để bảo vệ bức tượng khổng lồ Lạc Sơn Đại Phật ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc khi nước lũ lần đầu tiên dâng đến chân tượng kể từ năm 1949. Lạc Sơn Đại Phật được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1996. Tứ Xuyên đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên cao nhất để đối phó với đợt mưa xối xả mới. Giới chức cũng đã sơ tán hơn 100.000 dân. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, cơ quan chính phủ giám sát dòng sông cùng ngày ra báo động đỏ. Theo cơ quan này, nước tại một số trạm quan trắc dự kiến vượt mức đảm bảo chống lũ hơn 5 mét. Dự án Tam Hiệp là một hệ thống kiểm soát nước đa chức năng, bao gồm một con đập dài 2.309 mét và cao 185 mét, một âu tàu 5 tầng ở phía Bắc và phía Nam và 34 máy phát turbo kết hợp với công suất phát 22,5 triệu kW. Đập Tam Hiệp hạn chế lượng nước chảy xuống hạ lưu bằng cách tích trữ trong hồ chứa. Tuy nhiên, hồ chứa đập Tam Hiệp vốn đã vượt mức cảnh báo hơn 10 mét trong hơn một tháng qua. Bộ Thủy lợi hôm qua buộc phải tăng lưu lượng xả lũ để giảm áp lực kiểm soát lũ. Lạc Sơn Đại Phật là bức tượng Phật tạc trong núi đá lớn nhất và cao nhất thế giới. Tượng cao 71 mét, vai rộng 28 mét, lông mày dài 5,5 mét, mũi cao 6 mét, tai dài 7 mét, có khả năng giữ hai người bên trong. Mỗi bàn chân dài 11 mét, rộng 8,5 mét, đủ lớn cho 100 người ngồi. Mưa lớn cuối tuần đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người ở Tứ Xuyên. Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và các cơ sở hạ tầng ở nhiều vùng khác nhau của tỉnh đã bị hư hại. Truyền thông địa phương cho biết đây là lần đầu tiên tỉnh Tứ Xuyên phát cảnh báo cao nhất về lũ lụt. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay cơn bão Sodelo, cơn bão số 4 rất mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 8 giờ ngày hôm qua, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 130,1 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 1.000 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150 đến 166 km/giờ, giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 125,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 460 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là từ 167 đến 183 km/giờ, giật trên cấp 17. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150 đến 166 km/giờ, giật cấp 17. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ tối mai, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, 8, giật cấp 9, 10, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong khoảng 48 giờ đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Ngoài ra, ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía nam quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 9 và gây mưa dông mạnh. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động.
Kính thưa quý vị khán giả, tỉnh Vân Nam, Tây Nam, Trung Quốc vừa hứng chịu trận động đất mạnh nhất kể từ 14 năm qua, gây thương vong và thiệt hại trên diện rộng. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày thứ Hai theo giờ địa phương đã xảy ra trận động đất 6,5 độ Richter kéo theo dư chấn 4,1 độ Richter tại khu vực đồi núi hẻo lánh ở đông bắc tỉnh Vân Nam, làm ít nhất 367 người thiệt mạng, 1.800 người bị thương và vẫn còn 181 người mất tích. Tờ China Daily dẫn thông tin từ Trung tâm Mạng lưới Cảnh báo Trung Quốc cho hay, bị ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng tâm chấn thuộc huyện Lỗ Điện, thành phố Chiêu Thông, phía đông bắc tỉnh này với hơn 100 người thiệt mạng, 2.000 ngôi nhà bị sập và 30.000 nhà hư hại nặng. Những nạn nhân thiệt mạng còn lại thuộc hai huyện lân cận. AFP dẫn thông tin từ Viện Địa Vật Lý Mỹ cho biết rất đông người dân ở Chiêu Thông sống trong những khu chung cư cũ kỹ không có khả năng chịu địa chấn cao nên thương vong sẽ rất lớn. Theo các chuyên gia và nhân viên cứu hộ, có thể còn nhiều người bị kẹt dưới các đống gạch đá nên số thương vong có thể tăng cao. Hình ảnh từ khu vực xảy ra động đất cho thấy đám đông hoảng loạn bỏ chạy khỏi các khu chung cư. Sau đó, nhiều người tụ tập đứng trước ngôi nhà đổ nát của mình với sự sợ hãi, thất thần, in đậm trên mặt. Một người dân ở Lỗ Điện bàng hoàng kể lại với Tân Hoa Xã. Thật khủng khiếp, những thứ xung quanh tôi đều đổ sập, kể cả một khu nhà hai tầng mới xây. Cảnh vật hoang tàn như một bãi chiến trường vừa bị dội bom. Hậu quả khủng khiếp hơn nhiều so với trận động đất cách đây 2 năm. Tôi chưa từng thấy mặt đất rung chuyển dữ dội như vậy. Một tình nguyện viên tham gia cứu hộ cho hay, tôi đã tham gia cứu hộ 40 người. Chúng tôi cũng thấy nhiều xác người bị kẹt trong đống đổ nát nhưng không thể làm gì được vì phải ưu tiên cứu người còn sống trước. Động đất còn ảnh hưởng đến hệ thống viễn thông và gây cúp điện nước trên diện rộng. Hiện quân đội, cảnh sát và khoảng 700 nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Chính phủ Trung Quốc đã gửi khẩn cấp 2.000 lều, 3.000 giường xếp và 6.000 chăn, áo ấm để hỗ trợ những gia đình phải sơ tán vì mất nhà cửa. Tuy nhiên, công tác ứng cứu đang gặp nhiều khó khăn do ngay trước khi động đất xảy ra, khu vực này bị lở đất, làm nhiều tuyến đường hư hại và ngưng hoạt động, theo Tân Hoa Xã. Chính quyền địa phương đã ra lệnh sửa chữa khẩn cấp và tạm mở lại một số đường để phục vụ cứu hộ sau địa chấn. Khu vực đồi núi Tây Nam Trung Quốc giữa các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên và Quý Châu vốn khó tiếp cận lại thường gặp động đất mạnh nên dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Một trận động đất 6,8 độ Richter năm 1974 tại khu vực này đã làm 1.500 người thiệt mạng. Hồi tháng 9 năm 2012, hai trận động đất liên tiếp ở vùng núi giữa Vân Nam và Quý Châu làm 80 người chết. Tháng 4 năm 2013, một trận động đất 7 độ Richter cũng ở tỉnh này đã làm 200 người thiệt mạng và 13.000 người bị thương. Kinh hoàng nhất là trận động đất mạnh 8 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên hồi tháng 5 năm 2008, làm khoảng 69.195 người thiệt mạng và 18.392 người mất tích. Cũng trong cùng ngày, tại phân khu Shigaji của khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc cũng đã xảy ra một trận động đất 5 độ Richter, hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại đáng kể. Cùng ngày, vùng biển ngoài khơi tỉnh Manus của Papua New Guinea và đảo Okinawa của Nhật Bản lần lượt rung chuyển bởi hai trận động đất 6,6 độ Richter và 6 độ Richter nhưng không có cảnh báo sóng thần. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tình hình lũ lụt động đất tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông và trong khu vực, quý vị đừng quên like, share và đăng ký kênh Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!